Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Nam Ngô, ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình tới Lam Cà Phê ha để dự cái buổi offline câu lạc bộ Cinerama Sài Gòn. Cái dòng Cinerama thì mình đã có dịp giới thiệu với các bạn rồi, rất là đẹp luôn. Hay mình đi lên luôn đi. Cái này em nhập từ đâu em? Nhập bên Mỹ. Nhập Mỹ luôn. Wow. Cũng hơi khó khăn về cái gọi là quá trình vận chuyển, tụt mé là miền đông của nước Mỹ. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Rồi em thấy có đeo này là nhập từ bên nước ngoài về hay sao anh? Ừ, con này của anh em nhập bên Mã Lai á. Ba ông nói mà đứng cái tướng rồi kìa. Gà này, gà gác mỏ là gà gì nè? Gác mỏ gác là cái này gà tơ, gà hiều. Này chắc chừng 150 gram quá. Gà ô đen hết luôn. Đây một bạn. Ồ, đây có một bạn nữa. Quay ra, quay ra. Rồi rồi rồi, cảm ơn hội mình. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình tới Lam Cà Phê ha để dự cái buổi offline câu lạc bộ Cinerama Sài Gòn. Đây là những bạn gà Cinerama. Cái dòng Cinerama thì mình đã có dịp giới thiệu với các bạn rồi. Đó là dòng gà nhỏ có cái dáng gọi là rất là oai vệ ha, tưởng nó ngực ra. Đây là đằng trước trên màn hình của mình là anh đang cầm hoa, đó là anh Sang, đó là anh chủ nhiệm của câu lạc bộ Cinerama Sài Gòn. Nam là admin của Alphabet với lại câu lạc bộ Sài Gòn. Dạ, cũng là người chơi thú lâu năm rồi. Dạ, Nam có cái kênh YouTube là Nam Ngô Farm à. Dạ. Dạ, cảm ơn mấy anh mấy chú và các bạn ha. Thì hôm nay có dịp được ghé thăm câu lạc bộ của mình, được giao lưu với những bạn gà Cinerama thì bản thân em rất là vui. Ngày xưa trong quá khứ cũng có chơi gà, cũng đã từng chơi Tân Châu với Phoenix từ hồi đó đến giờ luôn. Sau này chuyển qua bò sát nhưng mà vẫn còn rất là nhiều đam mê với cái dòng gà kiển này. Rồi, cảm ơn mọi người. Dạ. Chúc cho hội mình ngày càng phát triển nữa. Dạ. Cảm ơn các chú nhiều. Hôm nay thì có khách mời có Hải Trinh, Phúc, cũng như em quận 10. Một số người có thể trở thành viên tiềm năng sau này ạ. Cảm ơn. Để lại đâu mọi người giao lưu có tay vui vẻ nhé. Để một lát tặng lại cho ảo thuật đồ này nọ. Ok các bạn, đây là một cái quán cà phê nằm ngay giữa trung tâm quận 10 luôn, đối diện với lại nhà thi đấu Phú Thọ. Đây là Lam Coffee, số 284/4 Lý Thường Kiệt. Đó. Quán rất là dễ thương các bạn, không gian nhỏ gọn dễ thương. Ha. Thì anh Đăng là chủ quán ở đây luôn. Thì mọi người buổi sáng mà làm vòng vòng đây thì đi cà phê, cà pháo đâu. Đó, qua anh Đăng uống cà phê. Đó, hôm nay anh Đăng sử dụng cái quán của mình làm cái nơi cho anh em gà giao lưu với nhau. Rất là ok. Sau này cũng mong là mấy cái hội quán mình cũng chơi là người chơi thú mà. Mình mong là các anh em offline về bếp, chó, mèo hay là gà gì vẹt welcome hết ở đây. Dạ. Yeah. Offline vẹt cái này nọ, mốt để rủ ra bò cái gì, côn trùng đồ lên đây ốp luôn. Chơi luôn, đủ các bộ luôn. Ok các bạn, để lát nữa mình sẽ đi quay cận cảnh các dòng gà Cinerama cho các bạn coi ha. Có rất là nhiều cái màu lông mới, ví dụ như màu vảy cá nè, rồi màu ô nè. Đó là những cái màu mà được anh em chơi lai tạo. Có nghĩa là khi người ta lai tạo là người ta lấy cái màu lông của cái dòng, ví dụ như người ta thấy cái con vảy cá nó đẹp quá, cái dòng lông vảy cá đẹp quá, người ta lai với con Cinerama. Đó, để nó lấy được cái tướng của con Cinerama nhưng mà nó có cái màu lông vảy cá đặc biệt. Đó, rất là đẹp luôn. Hay mình đi lên luôn đi, đi lên quậy luôn đi. Đẹp ha. Quá đẹp luôn. Thấy ấn tượng ghê, vảy cá bạn thấy là nó màu khét ha. Rồi nó lại có cái đường viền bên ngoài màu đen, rất là đặc biệt luôn. Thì đặc biệt cái dòng gà này nó rất là nhỏ thôi. Ồ, một cặp luôn kìa. Con này của em hả? Cặp này của em lai tạo ra hả? Cho anh phỏng vấn xíu nha. Cái này em nhập trực tiếp về. À, nhập trực tiếp hả? Dạ. Cái này em nhập từ đâu em? Nhập bên Mỹ. Nhập Mỹ luôn. Wow.
thủ tục nhập về khó khăn gì không ta? Nó cũng không khó khăn gì mấy đâu, quan trọng là mình nói anh em chịu chi. À, chịu chi thôi đúng không, là dứt cũng được. Cũng hơi khó khăn về cái gọi là quá trình vận chuyển. Đúng rồi. Tại nó nằm thuộc mé là miền đông của nước Mỹ. À. Đó, đâm ra khi mà mình muốn về Việt Nam mình phải từ cái bang, cái trại đó mình phải qua một cái bang tập kết ở đó. À. Rồi khi mà đủ số lượng đó mình về. À. Thì trong quá trình vận chuyển này có người chăm sóc nó không ta? Có, nó sẽ ở cái giống như cái trại đó là người quen, người ta sẽ nuôi nó từ 4 tới 5 ngày. À. Để giống như tùy vào, phụ thuộc vào chuyến bay, ví dụ đi mà hầu như từ bang này qua bang kia nó mất 2 ngày bay. Ồ. Và xong người ta sẽ nuôi thêm cho mình cỡ 4 ngày đi cho nó quen. Nó ăn trước, thế nào nó cũng sẽ bị mất sức. Ừ. Về đây là con nào cũng bị mất sức. Đúng rồi. Về đây nó đổi không khí chắc nó thay lông luôn ha. Không thay. Không thay luôn hả? Không. Nhưng mà thay lông ra cũng hay, thay lông ra sẽ đẹp, dạ, nó thích, dạ, nghi hơn. Tùy vào cái con gà thôi, nó tới lứa thay không, hầu như là nó thay theo cái mùa. Tới cái mùa là nó thay thôi. Cái này về Việt Nam được bao lâu em? Nó về được gần hơn một tháng. Hơn một tháng rồi. Ra được trứng nào chưa? Có rồi, có con, có trứng luôn rồi. Có trứng rồi. Rồi bắt đầu nở rồi, hôm nay là có gà nở rồi. Wow, hôm nay có gà nở luôn, hay quá. Em về tới 8 cặp, 4 cặp rồi, 8 4 con. Cặp. Mà em bị mất chết hết một con ở bên Mỹ luôn. À. Tại vừa ban qua đây nó thay đổi khí hậu thời tiết nó quá lạnh. Ừ. Bên đó lúc là nó ở bên Texas á là có như còn có 10 độ. Nó chết con mái gì đâm ra hiện tại giờ nhà là được 4 cặp. 4 cặp. Đã đẻ rồi, có con nào cặp nào cũng đẻ hết, cặp này cũng đẻ. 4 cặp là 4 cặp bảy cá hết luôn. Bảy cá hết luôn. Em có tìm hiểu là để mà lai tạo ra cái màu này á thì cái người cái trại bên Mỹ người ta kết hợp dòng có gì, nghĩa là không, người ta đưa về từ một giống lớn, người ta đưa về cái form nó sọt lại, nó ngắn lại. À. Nói người ta gần, nói thẳng ra là người ta chia sẻ người ta tốn gần 20 năm. 20 năm để người ta đưa nó về. À. Tại vì con gà anh biết nó có một dòng vảy cá nữa, không biết là phải người ta lấy con vảy cá với con Sirama kết hợp với không, nhau không ra, không ra có được. Có nghĩa là có thể người ta thường á, người ta mít á, người ta lấy form con gà mẹ để người ta tạo dáng. À. Người ta lấy hình hài hay là người cái hình màu sắc của gà cha, nhưng mà hầu như anh em ở Việt Nam mình cũng đã từng làm mà nó không có ra. Không ra được. Nó ra cái màu kỳ lắm, giống như nó lem tùm lum. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Còn ở đây làm em nhập trực tiếp là em đưa về giống như nó thuần chủng luôn. Ồ. Đó, để mốt mà sau này mình có anh em mà mình đam mê mình vô á là mình sẽ được cái những cái con gà cái dáng nhỏ lại nó nguyên thủy nó luôn, mình khỏi cần mà mít phức tạp nữa. Ừ. Tại vì nếu mà anh muốn mít á mà tạo ra một cái gọi là cái dáng đẹp á, nó điếm trên đầu ngón tay mà hầu như không. Đúng rồi, khó lắm mà cái dáng của con Sirama này để giữ dáng nó, dạ, khó lắm mà có. Lai tạo mà lấy bộ lông thì nó dễ, dạ, còn lấy cái dáng là khó lắm mà. Đó, hầu như có thể là ra dáng rồi đó, anh em là vẫn ra dáng Sirama nhưng mà không ra được bột màu lông. Đúng rồi. Nó lem tùm lum, nó lem mấy cái màu này. Ở dưới em là em chơi đủ với giọng luôn hả? Đủ em màu hay là em chuyên màu nào? Màu đồng và màu vàng. Vàng bảy cá vàng EU á. Bảy cá vàng EU. Cái màu viền chỉ trắng. Cái khét rồi, em thích chơi màu khét rồi hả? Không, em không có, em chỉ chơi hai màu. Hai màu đó hả? Đó là năm 2018 là em đã nhập của EU về em chơi rồi. Nhưng mà hiện tại là bên Mỹ nó vẫn có những cái màu vàng EU luôn, có luôn. Tại sao? Cái bên bển nó là hầu như những cái con gà cái size nó sọt nó ngắn lắm. Đó, cái size nó nhỏ lắm, nó hầu như chừng gà mái chừng 400 gram, gà trống chừng 500 gram mà sinh sản hết rồi là bắt đầu vô lứa sinh sản. Còn con người Mỹ người ta cũng thích chơi gà giống mình nữa ta. Người Mỹ người ta cũng thích chơi gà giống mình nữa hả? Nhưng mà cái chủ của cái trại đó là gốc Á hay là gốc Mỹ luôn? Gốc Mỹ luôn. Rồi. Này trại của Michael Richter nè. À Michael Richter hả? Là quản trị viên của một cái hội lớn luôn á bạn. Trại lớn luôn á. Trại lớn luôn. Là ở đây em gọi là em mua không có qua trung gian nữa. Em liên hệ trực tiếp để em mua luôn. Quá hay luôn. Quá hay luôn. Rồi em chơi là em cũng chia sẻ cho anh em đúng không? Cũng chia sẻ, tại hiện tại bây giờ muốn chia sẻ cho anh em phải ít nhất tới tháng 6 năm sau là gà nó mới tính, tại vì nó mới, nó sẽ để cho gà con từ từ nó thích nghi với khí hậu Việt Nam mà. Ừ. Em cũng bị hết rồi, có lúc mà nhập dòng EU về á, có nghĩa là nó vẫn đạp mái. Ừ. Nó vẫn tới sinh sản nhưng mà lứa gà con nó yếu. Yếu lắm đúng không? Cò yếu. Cái kiểu là mình dùng từ chết yểu á. À. Tháng mấy 2 tháng chết, tháng mấy 2 tháng chết mà họ không bỏ nguyên nhân.
rồi sau từ từ bắt đầu lứa thứ tư thứ năm trở đi bắt đầu nó mới đầu nó khỏe nó mới thích. Quá hay rồi. Vậy là em chơi này cũng mấy năm rồi, 26 giờ 8 4 6 năm. 6 năm rồi đó. Rồi đó này. Rồi đó mình chủ yếu dòng EU thôi. Đó sau này mình liên hệ được những ở bển rồi em mới gọi lại rồi. Kết nối luôn đúng không? Kết nối rồi thì đó. Quá đẹp luôn. Mồng này giống con gà rosy cơm quá ta. Dạ đúng rồi. Mồng này mồng rosy cơm. Đúng rồi. Mà đặc trưng cái dòng vậy cá thần chủng á là những cái mồng này nó nhỏ lắm, mồng nhặt mình kêu là mồng trà. Mồng trà đúng rồi. Nó nhỏ lắm. Còn những có hiện tại là như thị trường Việt Nam giờ những có những dòng này mồng nó bự lắm, cái form nó rất là lớn. Đúng rồi. Có khi ta giặt gà chấm được cả ký luôn. Gà máy 800-900 gram. Bự quá. Nó quá bự. Bự quá là không có giống Serama. Serama là phải nhỏ đứng như đây. Nhưng mà cái này nó có hai cọng lao không ta? Không, hầu như là có, cũng có nhưng mà hiếm khi có hai cọng đi lao đó. À, phải có hai Serama đúng đó, phải có hai cọng lao đúng có, không? Có, mà cũng có luôn. Có luôn. Có. Có một quá. Bạn bên Philippines đuôi cũng giống y chang cái form vậy. Thẳng lên hai lần nào mà em tính nhập già vậy. Đồ quá hay luôn. Anh mở ra anh chơi với bé chút nha. Đây để cầm cho các bạn coi dòng gà này nó rất là nhỏ nha. Rất là dễ thương. Ồ. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đẹp quá nè. Ủa ví dụ như gà con của bầy này mà em nói là nó đang nở nhà đó là có chia sẻ không ta? Dạ. Có chia sẻ không có gà con? Có nghĩa là gà bắt đầu nở. Có nghĩa là phải khoảng nửa tháng hơn nữa em mới bắt đầu có gà con. Ừ. Nhưng mà cái bầy cái lứa đó em có chia sẻ không? Thì có để em coi như thế nào đó. Tại cho nó mới quá mới gì. Mới quá. Cái dòng này nó quá mới. Nó không nó khác. Nó có nghĩa là Việt Nam mình vẫn có gọi là dãy cá đồng đi, mình dùng từ dãy cá đồng. Ừ. Nhưng mà những cái form này hầu như không có. Đúng rồi. Mình không có dùng từ là mini nữa. Đẹp ra các bạn ha, nhìn vô là ấn tượng liền luôn á. Qua năm là có. Qua năm là qua có. Qua năm là em có nhiều rồi á. Ok, đó, có dư thời gian vậy vậy rồi. Tháng 4 là nếu mà em nuôi anh em mà muốn nuôi mà dễ á. Tốt nhất mua từ gà từ 3-4 tháng trở lên. Đúng rồi. Chứ lúc đó nó gà phơm rồi mình coi được rồi. Nó phơm rồi, lúc đó dễ lựa chọn. Đúng. Còn nhỏ quá là mình dùng từ hên xui. Đúng rồi. Mình đâu biết con nào đẹp, con nào xấu. Đúng rồi. Chưa sổ ra mà. Chưa sổ. Những cái màu này chừng 3 tháng là nó lên màu hết rồi. Ờ. Nó bung, có thể là bung hình cho anh thấy luôn. Mình lúc đó dễ lựa chọn. Cái này cỡ mấy trăm gram ta? Con 400 mấy gram à. 400 mấy gram. Con máy đó là có khoảng 4 bữa là 3 về 380 gram. Giờ chắc nó cũng cỡ 400-420 gram. Có khoen hết luôn nha các bạn. Không, con này không khoen. Con kia có khoen. Cả một rừng gà luôn. Ây da. Alo. Gà máy cũng đẹp ghê chưa. Alo. Đẹp quá đẹp luôn. Quá phê luôn. Gà dễ cưng hả các bạn ha. Mà được cái nó cũng dạng nữa. Cái này mình chơi với bé nhiều dạng. Nhưng mà nó cũng sung lắm á. Thả hai gà trống nè, hai gà nhẹn đẹp quá kìa. À, coi thả ra gà con mà nó cũng kè luôn. Mấy con mái nhạo không vậy? Cặp gà nhẹn ha. Thấy cưng không? Cặp gà nhẹn này thì mồng lá. Bé này chơi hơi cao hơn à. Bé kia tướng lực hơn. Ok các bạn, mình sẽ gặp anh Sang nha. Anh Sang chia sẻ một chút nha.
Hello anh. Cho em lấy cái ghế em ngồi là chuyện với anh cái. Ờ, hang gà nó cưng lộn kìa. Này con. Mắc cỡ quá. Mấy bé gà này được khoảng mấy tháng tuổi anh? Chắc tầm 3-4 tháng. 3-4 tháng hả? Rồi em thấy có đeo này là nhập từ bên nước ngoài về sao anh? Ừ, con này của anh em nhập bên Mã Lai á. Mã Lai vậy luôn. Dạ. Bà không tháng mà đứng cái tướng rồi kìa. Giấu cái cổ nó muốn làm sao luôn. Con này đẹp. Dạ. Đầu nó ra cái dáng trưởng thành lên ha. Đầu sung kè. Con này trên thẳng chút nữa thì đẹp. Đúng rồi, nó hơi khụy vô phần nhét. Dạ, hơi nhét. Chưa cái này đứng thẳng lắm lên. Này là mốt lên màu gì anh? Khác sữa. Con này là chuối á. Chuối á. Con này là mang chuối á. Dạ. Chuối nào? Chuối trắng ha. Không phải trắng. Có khác ở trọng. Còn cái ức đó nè. Ức nó như hình trái tim luôn các bạn, nếu mà quay chỉa ở đây như hình trái tim vậy. Nó có cái khe á. Dạ. Gà gác mỏ là gà gì nè? Gác mỏ gác là cái thì nó phải đó. Đó gác mỏ lên các bạn. Ngộ thiệt. Ví dụ như anh cho sinh sản cái vụ gà này khoảng chừng mấy tháng tuổi anh cho đầu cho ôm trứng mua đầu anh. Thì nó cũng như gà khoảng tầm 5-6 tháng là nó đẻ rồi. Dạ. Mà trứng cho mùa đầu mình cũng bỏ. Hay là chơi luôn. Không bỏ chứ bỏ làm cái gì. Dạ. Cũng đâu có ăn được như đâu. Cứ để nó ấp được gì hay đó. Dạ. Tại vì thường anh em sợ trứng đầu là nó yếu thôi. Nhưng mà nếu con gà mình chăm tốt thì trứng đầu nó cũng tốt bình thường. Dạ. Trời ơi. Chào mấy anh chú ơi. Này nó được ăn bút bê. Cái này cũng nguy hiểm đó. Kêu nó hạ hồng ra đi. Kêu nó hạ. Ê, hello em. Mời chị Lama. Quá dễ thương luôn. Thử gà con anh coi nó chịu không? Rất là đông vui các bạn, cái không khí đây nè. Đây có gà. Không, thử trước. Bông nè. Ô nè. Đó. Rồi chuối, rồi khét, đều. Đủ hết trơn á. Nó là bình thường hay là giống nhỏ ta? Thôi cái này nguy hiểm lắm, này nguy hiểm. Đây các bạn, đây là những cái bé gà Sirama có dáng rất là đẹp ha. Đó, đây là những cái mẫu. Nó có tiêu chuẩn, có bảng điểm nào đàng hoàng. Những cái lồng đi ốp của này cũng đẹp nữa ha các bạn ha. Sợ à. Lồng đi ốp cũng đẹp nữa. Nó cũng chơi à. Cầm mấy chụp hình nha. Cầm mấy chụp hình nha. Thôi anh này nhảy ra được luôn rồi nè. Đúng rồi, anh này nhảy ra được, anh tính trốn thoát ra ngoài luôn. Này chắc đang thay lông. Này gà tơ, nghe hiều. Này chắc chừng 150 gram quá. Hello em. Còn lông máu đang ra. Cưng ha. Ok, vô đây đi con. Bạn này cũng đẹp nữa nè. Nhìn những cái màu lông mà nó sáng sáng cái này nhìn hấp dẫn các bạn. Bông trắng đen đẹp ha. Con gà mà khi mà nó dạng dĩ, nó sung, nó dạng dĩ, nó đứng thẳng thớm dáng lên, nó xô dáng ra mới đẹp. Còn có số bé thì nó còn nhỏ, còn tơ quá, nó cũng hơi nhút nhát ha. Đứng nó khụy. Có số bạn thì ở trong bội, có số bạn thì tả đi lông nhông ngoài đường. Đi
đi rồi nó kiếm chuyện lẫn nhau. Bản tính con gà nó sung. Đúng ra cái nền này nó hơi cứng các bạn, cái nền xi măng này nó không có, cái chân của con gà nó không có bám tốt lắm, đâm ra là nhìn nó không có xô được cái dáng nó đẹp mà. Chứ nếu mà nó bám chân nó tốt á là nó đi ra dáng. Con này đi bị trượt té mấy lần nè. Đây là con một bé ô. Gà ô đen hết luôn. Mà tích đỏ ha. Tích đỏ, màu đỏ, rất là đẹp. Lông chưa đầy đủ hả các bạn ha. Đây là lông còn chưa đầy đủ nè. Con gà là cũng vậy, con gà là người ta chơi để đẹp là người ta chăm lông. Đó, chăm lông cho nó ra nó mướt rồi nó đầy đủ lông nó đẹp. Cũng còn hơi nhét, mình cho bé nó đậu trên tay nè, cái tay mình nó bám cũng chắc, mình cảm giác được cơ thể nó đang rung 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 lên nhẹ nhẹ. Bé nó cũng còn chưa có cứng cáp đâu. Dễ cưng. Ghiền gà ta. Ê, cái gì nữa? Thôi thôi, cắn lộn, đừng cắn lộn, đừng cắn lộn. Sung quá. Sung quá. Nhỏ mà sung quá. Nhìn đẹp không con? Thích gà không? Thấy miếng gà đẹp không? Mắc cỡ quá. Tôi tìm quay với mùa vàm, chứ mùa vàm có kênh TikTok. Thấy không? Con có thích động vật không? Đâu rồi, cho chú mượn phỏng vấn xíu nha. Tự tin lên. Cái giờ mình thích thì mình nói thích thôi, đúng con không? Con có thích động vật không? Dạ, con tên thích. Gì? Đầu tiên con tên gì trước cái đã? Hữu Thiên. Hả? Rồi đàng hoàng. Hữu Thiên. Hữu Thiên. Hữu Thiên. Hữu Thiên, con mấy tuổi rồi? Dạ con 8 tuổi. À, con có yêu thích động vật không? Dạ có. Dạ. Ở nhà có chăm sóc bé nào không? Dạ. Thích nhất là bé nào? Dạ. Trong cái loài động vật, thích gà nhất hả? À, nhà ba nuôi hả? Dạ, chú. À, chú có nuôi hả? À, rồi, dễ cưng ha. Ngoài con gà thích con nào nữa? Con voi. Con voi. Ba con nuôi gì? Ba con rắn. Chim. Chim. Chim mà rắn nữa hả? À, dữ vậy ta. Trời, có sợ con rắn không? Có luôn hả? Rắn nó cũng hơi sợ nhưng mà con gà dễ thương ha. Ok, thank you con. Quá dễ thương luôn. Tự tin lên nha, chú cảm ơn. Ok các bạn, cùng tham quan một vòng ha, để đi giao lưu với mọi người, trò chuyện chút xíu. Đây là một người em lúc trước cũng chơi đủ môn luôn, chơi bò sát rồi có nuôi cặp vịt luôn, để phỏng vấn mấy con vịt cơ. Định đem theo cặp vịt. Ờ, đem theo cặp vịt cho anh gắn đây cái nha. Dạ. Cặp vịt của em đẻ mấy tháng, mấy lần rồi ta? Dạ, đẻ 4-5 lần rồi. 4-5 lần. Dạ. Mấy lần đầu thì nở. Nở luôn? Đúng rồi. Nở mà không thọ hả? À, không, mấy lần đầu thì nở bán được, xong rồi cái mấy lần sau này là sao trứng nó cò yếu. Ừ. Sao của anh đẻ bữa giờ 3 lần tính hai mấy trứng mà hư hết rồi, uổng ghê, buồn ghê. Do máy hả? Anh nghĩ do trống quá, trống đạp không khỏe. Ừ, anh xài máy gì? À, con của anh là con máy màu, còn con trống là con trắng. À, không, ý là cái máy ấp á. Không, cái anh cho nó ấp tự nhiên luôn. Tự ấp hả? Nó ấp hả? Ấp tự nhiên rồi anh có đi gửi mấy cái lò ấp gà đó. Rồi ấp chuyên nghiệp luôn mà nó không nở em. Ở dưới em ngoài vịt ra giờ còn gì nữa? Cũng anh thấy em lâu lâu rồi. Anh thấy em lên món mới. Giờ nuôi qua chim cu rồi. Chim cu rồi hả? Cu màu đủ thiếu, đủ kiểu. Cu màu là sao ta? Chim cu trái cây á, mấy con cu xanh. Đẹp á. Đẹp á. Đẹp lắm. Mắc không? Cũng mười mấy, hai mấy, bốn mấy. Một cặp. Cặp. Cu em dễ đẻ không? À, cũng hơi khó, Việt Nam thấy chưa ai nuôi đẻ. Ừ. Anh thấy nó mới quá trời. Mà. Mới. Con cu màu đó có cái hình không ta? Cho dạ, anh mượn coi cái hình đó. Ủa con đó nó có gáy, có gù gì không ta? Cũng gáy, gáy kiểu khác như cu mình nhiều lắm. À. Nó không có kiểu cu giống của mình. Kiểu cái hơi nó khác. Thôi.
Bữa nào cho anh qua chơi được không? Dạ, được. Tham quan trực tiếp được không? Dạ. Đẹp quá các bạn ha. Quá đẹp luôn. Ủa lúc này em còn làm bạch thái đâu không? Dạ, hết rồi. Hết rồi hả? Dạ, đổi nghề. Đổi nghề gì rồi? Dạ, giờ đi bán gà chiên nè. À, gà chiên à, đủ món hết. Dạ. Làm bạch thái ngon lắm nha các bạn. Dạ. Ở chợ Hồ Thị Kỷ hết à? Dạ. Thế giờ còn làm đó không? À, gà chiên rồi. Giờ bán dưới Gò Vấp rồi. À, dưới Gò Vấp hả? Ok các bạn. Dạ, dạ. Rồi, hẹn kêu em. Bữa nào có dịp qua nhà em chơi nha. Dạ. À, anh em nuôi Sirama có những cái thùng gà đem đi chơi rất là đẹp luôn bạn. Để mình hỏi cái thùng này của bạn nào mình giới thiệu một cái. Thùng gà này của em hả? Thùng gà này của ai ta? Lấy đi. Dạ, có một. Đây các bạn, này là cái thùng gà để dẫn mấy bạn gà Sirama đi chơi ha, rất là đẹp. Câu lạc bộ Sirama miền Nam chung tay kết nối. Đây cái cửa nó lên. Đẹp chưa? Cho bạn gà vô đây xách đi thôi. Rất là chuyên nghiệp luôn. Cái này là tự chế hả ta? Hay là nó có... Chắc có người làm bạn. Người làm. Rồi để mình hỏi nha. Anh, thùng này của anh hả anh? Của em à? À, của anh hả? À. Thùng này đẹp quá đó, thùng này mình tự chế anh. Thùng đẹp quá, cứng cáp quá. Này đi ngon hơn mấy thùng giấy. Này xài mấy năm rồi anh? Cái này là thùng đơn, có thùng đôi nữa. Có thùng đôi cái này quá. Thùng này xài mấy năm rồi? Thùng đôi đó. Dạ. Này tự anh nghĩ làm ra luôn hả anh? À, tự nghĩ ra làm. Dạ, quá đẹp luôn. Quá xịn. Này xài cũng mấy năm rồi đó. Mấy năm ha? Chắc 4 năm rồi đó. 4 năm. Xưa có mấy cái thùng giấy mà đâu bền. Ba cái thùng mà nó làm sẵn gáp giấy đâu á. Dạ. Nó bền, nó gọn. Dạ đúng rồi. Nó phù hợp với lại con gà phải không? Dạ. Đi mua thoải mái. Coi như là cái này là nó chống mưa nắng luôn á. Dạ. Giữ nhiệt được. An toàn cho bé nữa. Đúng rồi. Rất là đẹp luôn. Nói chung là cũng vì đam mê về chơi và nghiên cứu bắt đầu mới làm ra, nghĩ cách làm ra cái chuồng, cái thùng này để mà đựng con gà mình đem đi ốp. Dạ đúng rồi, quá hay. Ngày xưa lúc mà em chơi gà Tân Châu á là Việt Nam mình gọi là bỏ đại đại không à, xong rồi sau này mới thấy mấy cái thùng giấy anh em làm hàng loạt, nhưng mà nhìn cái này là ấn tượng. À, ấn tượng này đẹp, ấn tượng. Cảm ơn em. Dạ dạ, em cảm ơn anh. Ok các bạn, đó cũng vì đam mê mà có nhiều cái ý tưởng ra rất là đẹp mắt ha. Ồ, không gian quán đông quá. Thùng giống như à. Anh cho em mượn cái này, các em cho đây lấy nè. Đây là thùng đôi. Đây các bạn, đây là thùng đôi mà ảnh có chia sẻ ha. Đó. Này là biệt thự liền kề. Ừ. Đây một bạn. Ồ, đây có một bạn nữa. Ờ. Đang nằm trong đây. Hình như là anh có treo cỏ, treo rau gì trong này nữa nè. À, anh cho ăn hẹ ha các bạn ha. À, treo hẹ lên chỉ cho bé nó mổ nó ăn đây. Còn ở dưới này thì lót cái này gọi là gì ta? Dăm bào. Lót dăm bào cho nó im chân. Không biết sao phải che bớt này ta. Hãy hỏi nha. Ủa anh cho em hỏi cái này anh che bớt đây làm chi vậy anh? Cái này thì nói chung là anh đưa cho thằng em, thằng em nó che. Dên. Che lại chi vậy? À, che bớt gió lại. Có nghĩa là cái chuồng đôi thì nó chỉ có một lỗ thôi các bạn. Nghe là nhiều khi lỗ hành thông luôn á, nó có lỗ hành thông. Ở trên có lỗ hành thông phải không? Thì không luôn. Này không có lỗ hành thông. Không có. Dạ. Này chỉ có một lỗ thôi, bạn chủ gà tự sợ là gió nó luồn vô rồi nó không có thoát đi được, yếu gà. Gà nó cần ấm các bạn. Ok, đây coi, cảm ơn anh nha. Ok, không khí quá đông vui luôn bạn, ngồi kín mít hết luôn rồi. À, anh em
anh em mà mai mốt mà có vòng vòng đây ghé đây uống cà phê ha, 284-4 Lý Thường Kiệt. Xung quanh đây thì có cái cây cây bàn rất là to đó. Rồi phía bên này thì nó có những cái nhà cao nó che bớt cái nắng nè, cho nên là buổi sáng ngồi đây rất là mát luôn. Xung quanh đây là quán xá, đồ ăn sáng cũng nhiều nữa, cho nên là rất là tiện lợi luôn ha mọi người ha. Rất là thơ động luôn. Ok các bạn, đây là cái không khí của một buổi offline gà Sirama ha. Rất là gọi là ấm cúng, rất là đông vui, rất là nhiều bạn gà đẹp kìa, nhìn cái bàn kìa. Quá trời gà đang tập trung vô một chỗ luôn. Ôi. Các bạn nhỏ thì cũng rất là mê đó, bạn kia nãy mắc cỡ không dám đụng gà, giờ ở đầu đứng đụng rồi đó. À. Hai bạn nhỏ đang rất là say mê luôn. Rồi ok các bạn, giới thiệu các bạn một chút về cái không khí của một cái buổi offline gà Sirama rất là ấm cúng, rất là vui vẻ ha. Mọi người rất là gọi là hăng say luôn, tuyệt vời. Và giới thiệu một số cái nét đẹp của các dòng gà cũng như là những cái đam mê của anh em. Rồi thì chúc mọi người xem clip vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe ha. Mình sẽ xuyên đi nữa, tìm hiểu nhiều dòng bếp khác nhau để mà gửi đến mọi người ha. Bye bye.